Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13 giờ 15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với khách mời của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là bạn fan của chúng ta. Xin mời. Chào anh. Xin chào em. Hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào tất cả mọi người, em là Trương Thanh Long, hiện tại là sinh viên năm nhất tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình vẫn đang là sinh viên đúng không? Dạ đúng rồi anh. À, mình có ước mơ gì không? Dạ mình ước mơ làm diễn viên. Trời ơi, sao học quản trị kinh doanh mà ước mơ làm diễn viên vậy? Làm sao? Hơi run hả? Dạ đúng rồi ạ. Hơi sợ hả? Bình thường em có hay xuất hiện trước máy quay giống vậy không? Dạ cũng có rồi, nhưng mà lần đầu tiên em tham gia chương trình này. À, em yêu thích một người như thế nào? Em có thể tả qua một tí được không? Một nữ diễn viên. Nữ diễn viên à, rất là dễ thương anh. Dễ thương à, nhí nha nhí nhảnh có cái răng khểnh. Để tôi đoán coi ai ta. Diễn viên nhí nha nhí nhảnh có răng khểnh. Miu hả? Bí mật à. Bí mật hả? Không tiết lộ đúng không? Dạ đúng. Không, bữa nay nhân vật tới đây mà bí mật quá vậy. Thôi thì mình mời bạn ấy ra đây để xem cô gái ấy là ai nha. Dạ. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Diễn viên Phương Hằng. Đầu tiên cho Phương Hằng xin được gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào Huy và chào Long. Rồi, đây là lần đầu tiên em gặp. Dạ, dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên em gặp chị. Rồi, lần đầu tiên mình gặp thần tượng thì cảm xúc thế nào? À, thấy chị khác ở trong phim. À, ở ngoài dễ thương. Nghe chữ khác á, xong mà cảm giác tự nhiên bị hồi hộp á. Khi mà Hằng đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao gặp gỡ một bạn fan, bạn ấy rất là yêu mến mình, thì cảm xúc của Hằng như thế nào? Biết chương trình này sẽ gặp một bạn khán giả mà yêu mến mình thì mình cũng sợ là thôi lỡ như mình lên đó mình vui quá hay là mình thể hiện không tốt, các bạn đã ấn tượng xấu với mình cũng không được. Nên hôm nay chị hồi hộp hơn em. Em đừng có hồi hộp nữa. Thật ra thì cứ thoải mái đi, bởi vì bạn ấy đến đây vì sự yêu mến. Và để xem là sự yêu mến nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên. Xin mời quý vị. Chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Thì như thường lệ, trước khi đến với cuộc trò chuyện thì Phương Hằng sẽ phải đưa ra một lời hứa là mình sẽ phải trả lời thật 100% những gì mà bạn Long ngày hôm nay đưa ra. Thì hôm nay là có khán giả và có Huy rồi có Long nữa, thì Phương Hằng sẽ hứa là sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi mà bạn Long đặt. Bây giờ thì chắc là em cũng thoải mái rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn hồi hộp lo lắng không? Dạ bớt rồi anh. Cố gắng thể hiện mình làm sao mình đưa ra những câu hỏi nào đó mà mình mong muốn được biết, chứ đừng có e dè rồi hồi hộp một tí là tới hết chương trình mình mới thể hiện ra được thì lúc đó rất là tiếc nha. Em cứ thoải mái tự nhiên nha. Dạ. Nhìn răng khểnh gì đẹp. Trời ơi, khen hoài luôn, bé nó cứ khen hoài luôn. Chết rồi, chết. Thế rồi là em muốn làm răng khểnh. Không, bị điêu đứng trước cái danh sắc của Phương Hằng. Em nghe bảo là chị tính sửa nó lại cái răng khểnh rồi. Huy có từng nghe vậy chưa? Mình nghĩ là đây là một cái signature riêng của Hằng rồi, cho nên là nếu như mà thay cái răng khểnh thì nói chung là nó cũng sẽ nó sẽ giống như mọi người, nó không có điều đặc biệt. Thì có không, có bao giờ nghĩ tới cái có việc? Từng nghĩ rất nhiều lần luôn, nhưng mà khoảng tầm 3 tới 4 năm gần đây là loại bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ trong đầu. Tại vì Hằng đã răng khểnh như vậy từ nhỏ rồi. Hằng nhớ là cái kỷ niệm là khi mà Hằng bước vào nghề năm Hằng 20 tuổi là Hằng đóng cái phim Thứ Ba Học Trò. Anh sản xuất nói với Hằng là Phương Hằng ơi, nếu như mà em muốn đi sâu vào con đường nghệ thuật á, em làm răng lại đi. Rồi tự nhiên cái mình bị chơi giới thôi, mình Hằng sợ đau và chưa bao giờ làm nghệ thuật, mà khi bây giờ phải sửa này nọ nữa mà ở nhà Hằng thì ba mẹ cũng khó. Cái là mình nghĩ là thôi chắc không làm nghề quá. Lúc mà nghĩ vậy luôn á, tại vì mới đóng phim đầu tiên mà bắt sửa này sửa nọ rồi. Cái sau đó cái tự nhiên bảo một thời gian, cái tự nhiên mình lại có cơ hội đóng phim. Và cứ thế ngày qua ngày thì mình nghĩ lại là à, có thể là quan điểm ngày xưa của các anh khác và quan điểm bây giờ là khác. Với lại có một lần kỷ niệm nữa là khi mà đóng phim xong á, tất cả các nhãn hàng răng đều nhảy vô Phương Hằng. Nên là sau đó bắt đầu khoảng tầm 4 năm gần đây là chị loại bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ là làm răng luôn. Chị nghĩ là mình có phát triển nghề hay không, mình có được mọi người yêu thích hay không là bởi vì cái cách làm việc của mình, cái thái độ sống của mình và sự cố gắng của mình, chứ không liên quan gì đúng không?
Còn mình, mình muốn ốm thì mình tập thể dục cho đẹp hơn, rồi mình chăm sóc nhan sắc của mình để mình có thể gọi là trân trọng những cái vai diễn mình hơn. Chứ chị nghĩ là răng khểnh thì không sao cả. Nhiều khi khán giả yêu mến thì chị cái răng khểnh đó. Ê, kể này vui lắm nha, sẵn kể luôn. Bình thường để vậy nè, khán giả chị chưa chắc nhận ra, nên là muốn ai nhận ra cười một cái. Cười một cái đúng không? Nên là thôi chị quyết định để nha. Nhưng mà để rất là dễ thương nha. Hồi nãy giờ em nói là em rất là thích Phương Hằng. Vậy thì em ấn tượng nhất vai nào của Phương Hằng trong các phim luôn? Dạ, vai con Tinh Tinh. Trong Gạo Nếp Gạo Tẻ chị. À, nhìn chị cười dễ thương quá. Gạo Nếp Gạo Tẻ là thằng đóng vai Út Minh. Dạ, trong gia đình rồi. Là của các mẹ Hồng Vân á. Thì có phải làm con Tinh Tinh để dụ cháu mình. Ừ. Mà làm rất là mất sức đó, tại vì phải làm thật. Là diễn con Tinh Tinh. Đúng những, rồi. Những cái bài học đầu tiên khi mà mình tham gia vào lớp diễn xuất đó chính là làm những con vật. À, Hằng thì Hằng là tay ngang. À, nhưng mà thầy Hằng lại không phải là thầy ở các trường nha. Ừ. Thầy Hằng là gần nhà Hằng luôn. À. Trong Thảo Cầm Viên. Là đi vô Thảo Cầm Viên để xem con Tinh Tinh, để lấy cái chất liệu đó để đi diễn. Tại vì khi mà nhận được cái vai diễn đó thì Phương Hằng nghĩ là chắc Tinh Tinh cũng dễ làm lắm, đâu có khó đâu. Nên là khi mà mình gặp chị đạo diễn á, chị kêu mình làm thử đi, thì chị nói là em làm thì được đó, nhưng mà để mà ra cái hình ảnh luôn á thì chị vẫn thấy chưa đã. Em đi học đi. Thế là mình phải đi học. Thế là mình phải kêu anh Tâm chở mình qua sở thú, rồi xem con Tinh Tinh làm như thế nào. Rồi anh Tâm phải hướng dẫn, tại vì anh Tâm thì xem Discovery từ nhỏ, nên là anh cũng biết được cái cách làm. Rồi phải đứng coi con Tinh Tinh làm em. Nó đâu phải làm theo ý mình đâu. Là mình đứng cả một ngày ngoài đó xem á, rồi nhiều khi là anh là phải ra xem nữa. Trong quá trình mình quay vẫn phải vậy á. Có thể là khán giả khi mà họ xem, họ lướt qua, họ không để ý lắm. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể diễn tả lại cái cảnh con Tinh Tinh đó được không? Thật ra thì ở đây chắc chắn là khán giả đã xem Phương Hằng làm con Tinh Tinh rồi, nhưng mà sẽ chưa xem được Huy và Long làm con Tinh Tinh. Bây giờ Long, em ra đây đi. Thằng sẽ hướng dẫn theo cái cách thằng học cho em làm con Tinh Tinh, coi em làm được hay không. Hay quá. Đó, muốn làm diễn viên thì rất là lắc léo nha. Đúng rồi, nên là mình sẽ làm được. Rồi, ok, bây giờ Long sẽ thực hiện cái thử thách này nha. Em dang hai cái chân ra. Đúng rồi. Em khủy xuống. Đúng rồi, em làm cái tay em lên gồng như nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ quan trọng cái mặt nè. Cái lưỡi em để trên hàm răng chơi, làm sao cho chỗ này nó nhô lên nè. Đẩy nha, đẩy lên. Rồi. Em ngại, em vẫn còn ngại nha. Ngại. Rồi em thử đóng đi nè. Yeah. Rồi, đắm. Đắm. Rồi, đó. Nếu mà Long muốn vào con đường diễn xuất á, thì em phải tập quan sát những cái gì xung quanh của mình. Tại vì phim cũng như đời sống, em quan sát nhiều vô, mình tích lũy những cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái cách nhìn đời sống của mình, tự nhiên vào phim cái mình sẽ làm được điều đó. Nó gần gũi hơn chút xíu. Một chút kinh nghiệm của một diễn viên đã theo nghề rất là lâu, đúng không? Để ý nha. Dạ. Nhưng mà để không phải để bắt bẻ nha. Ủa, dự định chị tính bao giờ có em bé à? Tại vì thấy cưới cũng lâu rồi đấy. Bộ em có phim của chị chán rồi hay sao mà em kêu chị có em bé ở nhà? Tức là có em bé là mình sẽ hoãn đi một thời gian. Đúng rồi, chắc chắn. Cứ mỗi lần Hằng có dự định là có phim mời. Nhưng mà bản thân mình thì cảm thấy là bây giờ mình còn trẻ, mình còn rất là đam mê. Nên là Hằng cũng hy vọng là chắc là 1-2 năm nữa. Thì dù cái lời hứa này của chị với khán giả rất là lâu rồi. Tâm thì cũng đã kết hôn lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây thì anh Tâm có làm gì lãng mạn không? Anh Tâm á, thì thật ra là anh Tâm rất là hiền luôn á. Ngược lại với chị Hằng, Hằng nói càng nhiều thì anh Tâm nói càng ít. Nhưng mà được một cái là anh Tâm khá là lãng mạn, nhưng mà lãng mạn trong tình yêu nó khác nha. Còn lãng mạn trong gia đình nó lại chuyển sang một cái khác nữa. Bây giờ nói riêng bản thân Hằng đi, lúc mà Hằng với anh Tâm quen nhau á, thì anh Tâm sẽ làm những cái điều bất ngờ, như là tặng những món quà mà chị cần thiết, hoặc là nhiều khi mình đang kiếm một cái túi xách đó để mình đi qua cái vai diễn đó. Khi anh đi diễn về, nhiều khi 5 giờ sáng anh đã chuẩn bị sẵn từ trước khi anh đi rồi, tiện đang ngủ nè, cái anh kêu dậy, anh tặng quà. Có những cái gọi là bất ngờ trong cuộc sống. Nhưng mà từ sau khi mà cưới nhau cho đến bây giờ là 5 năm rồi, thì cái lãng mạn đó nó không còn nằm ở trong những cái món quà bất ngờ đó nữa. Không, thỉnh thoảng vẫn có nha, nhưng lại nằm ở trong cái việc là những cái chuyện xung quanh trong gia đình của Phương Hằng á. Ví dụ như có một cái buổi tiệc gì đó anh chuẩn bị sẵn hết, nhưng mà Hằng là một tháng trời Hằng không gặp ba mẹ được. Tự nhiên cái hôm đó đang ở nhà mới quay về khá là mệt, thấy bài đồ ăn ra, nghĩ là ăn cũng bình thường, tự nhiên ba mẹ xuất hiện. Cái mình cảm thấy là tại vì lấy chồng là phải xa nhà, đâu có ở chung với ba mẹ được đâu em. Thì mình thấy là những cái niềm vui nhỏ nhặt đó như là cái bất ngờ rất là lớn cho Phương Hằng. Quan trọng một điều nữa là những cái việc nhà,
Việc nhà của chị thì chị không có làm việc nhà. Chị vẫn biết làm nha, nhưng mà chị không thích làm, tại vì chị đi làm ở ngoài rồi. Thì anh Tâm thì đi hát. Có những hôm anh đi hát về khuya thì ông nói, nhưng có những hôm thì mình tập hát, tập nhảy thì khoảng chiều anh đã về rồi. Thì về nhà anh đã chuẩn bị hết tất cả những cái thứ mà đúng ra vị trí của một người phụ nữ phải làm. Ví dụ như anh dọn dẹp nhà cửa nè, anh nấu ăn sẵn nè, anh sắp xếp những cái gì cho chị ngày mai đi làm. Rồi đặc biệt là hàng sẽ có hai chai nước, ảnh lau sạch, rửa sạch rồi anh để ngay đầu giường cho chị. Thế nghĩa là những ngày mà chị tưởng anh rất là bận, anh vẫn làm những điều đó. Thì những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đó, nó lại là thứ quan rất quan trọng cho một người phụ nữ đã có gia đình. Đúng không? Mình sẽ cảm nhận theo một cái hướng khác. Đúng không rồi. Phải là một cô gái xì tin cần rồi. Những cái món quà vật chất nữa, mà nói chung là nó về tình cảm nhiều tinh hơn thần. Nói là Hằng không làm thôi, nhưng mà thật ra vẫn có lúc Hằng làm nha mọi người, chứ không phải không làm đâu nha. Không, nhưng mà mọi người sẽ tin là không làm nhiều hơn. Nhưng tại vì đi quay mà ca sĩ có thời gian cố định, còn đi quay phim nhiều khi nghĩ là 3 giờ chiều về, nhưng cuối cùng tự nhiên ông trời mưa, hay là tự nhiên cái bạn diễn viên kia bạn nói gì không được, hay là một cái lý do, bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó mình không tất có cả chỉ là chủ lý động do. Được tất không cả chủ chỉ động là lý được do. Bạn hứa mình là bạn không kiếm chuyện với mình, không chặt chém mình mà. Tất cả chỉ là lý do thôi quý vị ạ. Tại vì thật ra có một ông chồng tuyệt vời như vậy ở nhà thì mình đâu cần thiết phải đụng chạm vô những công việc đó. Người ta nói là đôi khi phụ nữ phải biết lợi dụng cái điều đó. Chứ phụ nữ mà giỏi quá, cái chồng quen em, chồng quen chồng không làm, thì mình phải giả bộ không biết làm từ đầu để ảnh làm. Anh Huy nói là hơn quá, ngày xưa tôi muốn quen với anh Hằng. Thật ra chị với anh Huy chơi với nhau phải tầm 10 năm hơn rồi đó. May quá. Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngày hôm nay khi mà được trò chuyện cùng với diễn viên Phương Hằng. Dạ, em thấy chị rất là thân thiện, rất là vui, rất là hòa đồng, rất là dễ nói chuyện gần gũi á. Cảm ơn Long đã đưa ra những câu hỏi, nói chung là Long dễ vẫn còn hơi e dè. Ủa, muốn hỏi cái gì không khó phải, hơn à? Không, phải là dễ á, cái là tại bạn này hiền quá. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà Long được gặp Hằng cho nên là nhẹ nhàng vậy thôi. Nhưng nếu lần sau mà gặp lại chắc là cũng hơi mệt mỏi đó. Và chúng ta đã có một cuộc trò chuyện và Hằng cũng đã chia sẻ những cái gì mà Long mong muốn được biết, và chúng ta sẽ cùng khép lại phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngay bây giờ sẽ là phần 2 của chương trình. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao một vài phút nha. Chúng ta đang cùng quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và hai khách mời ngày hôm nay sẽ cùng đến với một thử thách nho nhỏ, và họ sẽ trở thành đồng đội của nhau để vượt qua được thử thách này. Khá là đơn giản. Một bạn sẽ đứng ở vị trí bên phải của Huy, sẽ cầm một chiếc ống hút như thế này, và bạn còn lại sẽ đứng ở vị trí bên trái của Huy với chiếc ly như thế này, và sẽ dùng tay để hất chiếc ly này làm sao cho nó bay từ bên trái qua bên phải của Huy. Và người bên phải sẽ dùng ống hút này để hứng chọn chiếc ly này vào. Trong khoảng thời gian là 3 phút, giữ được 5 chiếc ly sẽ giành chiến thắng ở thử thách này. Ê, Hằng xài 2 cây luôn được không? Được luôn. Đó, có 2 tay mà. Rồi bây giờ mình thể hiện tinh thần là quyết chiến quyết thắng ở thử thách này đi nào. Mình đi có... Sẵn sàng chưa? Nó chỉ cầm 2 cây khó quá. 2 cây dễ hơn chứ. Dễ hơn hả? Nó bị phân tâm á. Bị phân tâm đúng không? Ừ, rồi, đúng rồi, ok, vậy 1 cây thôi, và sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng nè. Long đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Tất cả đã sẵn sàng, còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của chương trình ngày hôm nay. 3, 2, 1, 3 phút bắt đầu. Rồi, một cái ly đầu tiên có vẻ như không được rồi, không được gian nha. Khó nha. Cái thứ hai rồi, không được rồi. Tiếp tục, liên tục. 2 rồi. Bình tĩnh thôi. Có vẻ như đã vào nguồn rồi. Là em lấy một đống, 2-3 cái cho chị về một lần đi, thử coi được không? Đừng có lấy một cái, 2-3... Không, ý là một sắp luôn. 2-3 cái thì khó hơn đó. Nó nhanh lực, cái nó sẽ nặng hơn, đỡ bay hơn. Trời ơi. Khổ quá. Rồi. Ô, một cái đầu tiên. Rồi, chúc mừng. Đã được một cái rồi. Còn 4 cái nữa. Đó, gần được, gần được, gần được. Được rồi. Chọi ngược ra rồi, không tính. Thử thách ngày hôm nay có vẻ hơi khó đúng không ạ? Cách nhiều vàng năm nay vậy đó. Còn 3 cái, có vẻ như Hằng đã hiểu. Hằng còn lại 3 cái thôi. 10 giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Thử thách lần này nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà Phương Hằng cũng đã có thể nhận được 2 chiếc ly đến từ vị trí của bạn Long. Và đây cũng là một cái điều khuyến khích
Nhưng mà thử thách nào thì mình cũng phải có thắng có thua, và thử thách thua thì mình sẽ phải một cái hình phạt nhỏ nhỏ đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt ngày hôm nay. Chúng ta vừa thực hiện xong thử thách của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay, và hai người chơi đã không vượt qua được thử thách đó, cho nên là chúng ta sẽ cùng đến với một hình phạt nho nhỏ. Đó là Huy sẽ đưa ra một cái hình ảnh, một cái hình tượng, và hai bạn sẽ phải tạo dáng để cho giống với cái hình tượng mà Huy đang tưởng tượng. Là Huy tưởng tượng ra hình gì là Hằng với lại bé Long phải làm hình tượng đó. Đúng rồi, thử thách đầu tiên đó chính là chị ngã em nâng. Không, em đứng ngại nhau sao đâu. Dạ. Rồi, mình phải giữ trong vòng 5 giây. Tôi là không sao rồi đó. 4 3 2 1 Bây giờ một cái hình phạt tiếp theo, đó chính là hãy tạo dáng trước gương. Hằng sẽ là người thật. Bạn Long sẽ cái gương làm theo Hằng, đúng không? Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Cho giống nha. Giống chưa? Bây giờ cái gương phải đứng đối mặt với nhau nè. Chân phải nè, của Long. Chân này của chị nè đó. Đúng rồi. Quỳ xuống. Cái mông em nào dảnh lên. Dảnh lên. Không ngại gì cả. Em ơi sao dảnh lên gương chưa? Rồi. 3, 2, 1. Xả dáng. Ê mỏi thiệt á. Long ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cảm xúc của Long như thế nào? Dạ, được gặp thần tượng của mình thì em rất là vui à. Được chơi rồi chơi cùng thần tượng mình rất là thích luôn. Cảm ơn em rất là nhiều khi đã dành thời gian hôm nay đến đây gặp gỡ Phương Hằng, gặp gỡ Huy cũng như là khán giả của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hy vọng rằng lần sau á chị gặp lại Long thì Long sẽ dạn dĩ hơn, cũng như là sẽ có những cái thành công nhất định trong lĩnh vực mà em lựa chọn nha. Dạ, cảm ơn Phương Hằng và cảm ơn bạn Trương Thanh Long, và Huy cũng có một phần quà đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao xin tặng cho Long và Phương Hằng. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi đó chính là 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay khi mà được đến đây thì Phương Hằng cảm thấy đầu tiên là rất là vui. Em thấy chị Phương Hằng là người rất là hòa đồng, mà rất là dễ gần gũi. Hằng cũng hứa là sẽ cố gắng tham gia nhiều bộ phim hay hơn nữa và cố hết sức để làm tốt công việc của mình. Và mong những dự định sau này của chị thì sẽ luôn đạt được thành công và mau sớm có em bé. Phương Hằng cũng muốn nhân qua chương trình này thì được gửi lời cảm ơn đến những cô chú anh chị đã theo dõi Phương Hằng trong nhiều năm qua. Một lời cảm ơn rất là chân thành, rất là sâu sắc.